Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi Vũng Tàu, mình đi giao lưu các loại diều, diều sáo, diều thẫn, diều khí đồng học rồi nha. Đó, giờ này có gió rồi, diều bay tốt. Diều bạch tuộc nha. Rồi, diều trái tim thầy đủ nhiều hết luôn nha, nhiều lắm đó các bạn, nắng quá nắng nha. Rồi thẳng lên chưa, rồi mọi giờ thẳng này là của mình đây, gió yếu quá. Quá trời nhiều luôn nha, nhiều vuông, nhiều khí đồng học gì đầy đủ nha. Đó. Nhiều nhiều lắm các bạn ơi, máy bay đầu đầy đủ. Đó, một con thẫn đang lên nha. Rồi đang ro, đang ro. Cái con diều cá đuối đây, quá bự. Đuôi chấm đất luôn nha. Rồi diều sáo nằm đầy bãi luôn. Trời gió, trời gió. Gió chưa mạnh đâu. Đây là diều vuông. Thêm lên thêm miếng lèo nữa còn ngang lắm. Rồi, họ vừa thẫn mình lên được một con rồi nha. Đây, khí đồng học đây. Wow, đẹp tuyệt vời, quá đẹp nha các bạn, to lắm, đường kính nó cũng phải 5 mét nha, cào dưới đất luôn. Mình lại sát bên mình quay luôn nha. Quá to. Vô một bao cát nha, bao cát để cột diều, giữ diều lại. Này có gió mới quay được. Hết gió rồi, hết gió rồi. Chà, hết gió rồi. Rồi, ok. Điều này mang nó đây. Nắng quá các bạn ơi, có gì quay không rõ các bạn thông cảm nha.
Nắng quá, nắng luôn, cháo quá, không thấy đường quay luôn. Đó, bên hội dầu thuận mình lên được một con nha. Hai con, một con hộp lèo xuống. Wow, bắt xa diều. Đẹp tuyệt luôn á. Một con đây treo, treo ngọn cây rồi. Yêu gió quá, hạ rồi, rớt luôn. Wow, quá đẹp nha. Quá đẹp các bạn ơi. Con diều này là mấy con diều nước ngoài nha. Đó. Quá to. Quá đẹp nha các bạn. Chỗ này là có người tắm rồi nha. Quấn dây vô hết rồi, không có gió đâu. Gió còn yếu lắm. Dì sáo lên rồi còn lắc không à. Mấy dù sáo này ro quá xa rồi nha. Rồi hết gió hạ luôn. Gió yếu quá các bạn ơi. Giờ là 12 rưỡi nha. Gió yếu quá. Nhiều máy bay đâu đầy đủ. Này phải một tiếng hồ nữa mới có gió. Gió yếu quá. Bắt ở đâu? À, cũng được mười mấy con rồi đó.
rồi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi một chút mình quay có gió mình quay vừa thẩn bay. Giờ vừa thẩn bay chưa được. Yếu gió lắm. Rồi chào tất cả các bạn nha. Bye bye.